Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm nhẹ trở lại sau khi đã tăng khá mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng quanh vùng giá 2.035,2 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ đứng ở mức 104,09 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ đứng mức 43.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 4,089% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, đứng ở mức 73,6 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng trở lại trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam khi mà giá trị của đồng bạc xanh đảo chiều giảm giá, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi xuống. Cụ thể vào thời điểm đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới đứng quanh vùng giá 2.035 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 10 đô la Mỹ trên một ounce so với mức giá cùng thời điểm ngày hôm qua là 2.025 đô la Mỹ trên ounce. Giới phân tích nhận định giá vàng trên thị trường thế giới biến động trong bối cảnh các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ nhận xét xu hướng lãi suất trong vài ngày tới. Theo đó, thị trường vẫn kỳ vọng Mỹ sớm cắt giảm lãi suất khi dữ liệu liên quan đến lạm phát tại quốc gia này đang hạ nhiệt. Với thông tin này, có thể đã thúc đẩy giới đầu tư bán ra đồng bạc xanh, khiến giá trị đồng tiền này đảo chiều giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác. Giá vàng trên thị trường thế giới có điều kiện để bật tăng. Mặt khác, thì lãi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm khiến nhà đầu tư dịch chuyển một phần vốn vào kim loại quý để kiếm lời. Giá vàng trên thị trường thế giới có thêm động lực đẩy đi lên. Về mặt xu hướng của giá vàng, mặc dù chịu áp lực bán ra, nhưng vàng trên thị trường thế giới vẫn khá mạnh trên ngưỡng 2.020 đô la Mỹ trên một ounce và có thể bứt phá bất cứ lúc nào nếu Fed đảo chiều chính sách tiền tệ. Những bất ổn địa chính trị nhiều nơi trên thế giới có thể thúc đẩy mặt hàng kim loại quý này đi lên nhanh chóng. Vào ngày 4 tháng 2, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận xét kinh tế Mỹ hiện tại đang vững mạnh và cho biết việc giảm lãi suất khó diễn ra vào tháng 3 như thị trường đã kỳ vọng. Fed vẫn muốn lạm phát hướng về mục tiêu 2%. Theo tín hiệu thị trường từ chỉ số CME FedWatch, có khoảng 20% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 3 tới đây và hơn 70% khả năng sẽ giảm trong tháng 5. Vàng được dự báo vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ, tình hình Trung Đông vẫn đang gia tăng căng thẳng. Nga và Trung Quốc hôm mùng 5 tháng 2 cũng cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Xu hướng tăng giá của cả mặt hàng vàng miếng SJC và vàng nhân bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tiếp tục duy trì trong những ngày giáp Tết. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch buổi trưa hôm nay, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh thêm 400.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Và hiện tại đã được mua vào ở mức là 76,70 triệu đồng trên lượng và ra mức 78,90 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho hệ thống Hồ Chí Minh. Còn với hai hệ thống Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 76,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,92 triệu đồng trên lượng. Còn với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào mức 76,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,75 triệu đồng trên lượng, tăng 400.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 300.000 đồng trên lượng bán ra. Với mặt hàng vàng nhận bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng được điều chỉnh tăng mạnh 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 63,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,60 triệu đồng trên lượng. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bột số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 63,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,70 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay, Ngân hàng Nhà nước không có điều chỉnh về giá, hiện tại đang niêm yết ở mức 23.964 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng trở lại, tăng thêm 40 đồng trên đô la Mỹ so với phiên ngày hôm qua, mua vào ở mức 24.200 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.570 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.870 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.950 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.670.000, bán ra 7.890.000, tăng 400.000 đồng trên lượng mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động ở mức 2.200.000 đồng trên lượng, đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.670.000, bán ra 7.892.000, tăng 40.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Vinsy Hồ Chí Minh và Vinsy Hà Nội mua vào 7.650.000, bán ra 7.870.000, hiện tại thì chưa có điều chỉnh về giá. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.655.000, bán ra 7.875.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7.665.000, bán ra 7.890.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.660.000, bán ra 7.885.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 7.720.000, bán ra 7.820.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.640.000, bán ra 7.840.000. Ngân hàng Tây Minh Gôn mua vào 7.655.000, bán ra 7.875.000, tăng 40.000 ở chiều mua và tăng 30.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.630.000, bán ra 7.852.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại tăng 400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.200.000 cho đến 2.260.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.670.000, bán ra 7.892.000. STC Huế mua vào 7.667.000, bán ra 7.892.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.670.000, bán ra 7.890.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.670.000, bán ra 7.892.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.668.000, bán ra 7.892.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại cũng tiếp tục điều chỉnh tăng khá mạnh trong khoảng từ 83 đến 200.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 8.300 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhân vô số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.340.000, bán ra 6.460.000. Nhân vô số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ mua vào 6.340.000, bán ra 6.470.000. Vàng vô số 9 mua vào 6.320.000, bán ra 6.420.000, cũng tăng 20.000 ở chiều vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.226,4 nghìn, bán ra 6.356,4 nghìn, tăng 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.630,5 nghìn, bán ra 4.830,5 nghìn, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.558,2 nghìn, bán ra 3.758,2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.492,4 nghìn, bán ra 2.692,4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.